Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với video thứ hai của VMSEN, là chúng ta sẽ hướng dẫn cấu hình cơ bản các chức năng trên thiết bị VMSEN. Thì chúng ta video này chúng ta sẽ có 3 phần là cấu hình networking, cấu hình là user group, và chúng ta sẽ có một số cái chẩn trị và những cái xử lý những lỗi cơ bản ha. Thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên là chúng ta sẽ cấu hình về networking. Thì trước tiên chúng ta sẽ truy cập vào thiết bị VPN, server VPN bằng web ha, là IP 172.30.1.18 với user password là admin và default password là VPN. Thì đây là giao diện cơ bản basic ban đầu của VPN. Thì chúng ta ở đây màn hình chúng ta có thể xem được là những CPU, memory, rồi tình trạng đĩa ha, rồi platform version và những cái hostname, những cái thông tin cơ bản của VPN. Rồi chúng ta sẽ chọn net ha. Thì chúng ta ở đây cho chúng ta thiết lập là hostname của VPN. Thì ở đây chúng ta đặt là VPN 01. Rồi domain thì ở đây chúng ta sẽ đặt là IT training .net.local. Primary DNS thì chúng ta sẽ trở về DNS server chúng ta là 172.30.1.11. Second DNS server chúng ta để trong, hoặc là chúng ta sẽ dùng DNS bên ngoài của Google là 8.8.8.8. Time server là nơi mà VPN sẽ đồng bộ thời gian về ha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn time zone, thì chúng ta sẽ chọn là ASEAN Hồ Chí Minh GMT cộng 7. Time server hostname là chúng ta sẽ chọn về một cái server name, ở đây chúng ta chọn về dc01-12.ittraining.net.local. Đây chính là một server domain controller trên Windows ha. Thì ở trong các video sau chúng ta sẽ có phần liên quan tới server này. Rồi chúng ta sẽ cấu hình one interface, thì chúng ta chọn chế độ static, tức là chúng ta đặt cái IP là IP tĩnh. Thì IP chúng ta ở đây ha, sau đó là 172.30.1.18. Tiếp theo chúng ta cấu hình LAN interface, thì LAN interface chính là interface giao tiếp với mạng internal bên trong của thứ. Ví dụ như chúng ta có user hoặc là những cái VLAN nào đó thì ở đây là những cái đó thuộc loại LAN interface. Subnet mask đây chúng ta là 64. Chúng ta thiết lập lại password admin, default password admin của chúng ta là VPN, chúng ta sẽ thiết lập lại một password khác để tăng cường bảo mật. Rồi sau đó chúng ta chọn reload. Thì thiết bị VPN, server VPN đang tiến hành khởi động lại ha. Sau đó chúng ta sẽ chọn bước kia để vào tục. Thì các bạn lưu ý ở đây chúng ta đang truy cập và VPN theo IP là 172.30.1.18, nghĩa là mình đang truy cập theo cái IP của interface 1. Chúng ta nên thiết lập và chúng ta sẽ truy cập theo cái IP là IP phía trong local là 10.10.10.118. Chúng ta đang đi review lại những gì chúng ta đã thiết lập. Ở đây chúng ta sẽ chọn là gateway. Chúng ta save lại để lưu lại cấu hình. Interface chúng ta hiện tại thì chúng ta chỉ có mỗi interface 1 là chúng ta thiết lập từ lúc người ta mới cài đặt lần ban đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo lại các interface tương tự. Thì ở đây interface LAN chúng ta chọn enable. LAN thì chúng ta có thể đâu đặt tên là internal để inside
theo thuật ngữ để các bạn hình dung được là nó sẽ dùng cho cái mạng trong của mình. Chúng ta sẽ chọn là static ID version 4. Chúng thiết lập IP tích cho nó ha, là 10.10.118. Subnet mask là 24 ha. Thì interface này chúng ta không cần thiết lập gateway cho nó. Rồi đó chúng ta save lại để lưu lại thiết lập. Chúng ta chọn apply change. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo các interface còn lại. Thì như video trước tôi đã nói, thì server này chúng tôi đã có 4 cái interface. Nên ở đây chúng ta sẽ khởi tạo 4 cái interface tương ứng. Chúng ta sẽ có một interface là mình đặt là server farm. Thì interface này dùng là một interface đặc biệt, nó sẽ giao tiếp với các server ở vùng server farm hoặc là vùng DMZ. Thì ở đây mình đặt tên là server farm, nghĩa là nó sẽ giao tiếp tới những cái server nằm trong một cái vùng mà chúng ta phải cần bảo mật nó. Ở đây IP của nó là 172.100.100.118 và subnet mask vẫn là 24. Sau đó chúng ta save lại. Rồi chúng ta phải apply change để nó lưu lại cấu hình. Chúng ta đã khởi tạo được 3 interface, chúng ta sẽ cần khởi tạo thêm một interface còn lại. Và chúng ta chọn add ha. Rồi, interface này thì chúng ta đặt nó là DMZ. Và cũng tương tự, chúng ta hãy đặt ID tỉnh cho nó. Subnet mask cũng là 24. Xem lại ha. Apply change. Như vậy là chúng ta đã khởi tạo và thiết lập thành công cho 4 interface của PFSense. Thứ thứ hai là chúng ta sẽ cấu hình là user group cho thiết bị PFSense ha. Chúng ta sẽ chọn system user manager. Ở đây chúng ta có những cái tab user group, setting và server. Thì trước tiên chúng ta sẽ tạo group. Chúng ta tạo một group mới tên là IT supervisor, IT support. Rồi chúng ta save lại. Chúng ta sẽ tạo thêm một group mới. Là IT admin. Trong phần setting thì authentication chúng ta chọn là local database, nghĩa là chúng ta đang chọn chứng thực những user mình tạo local trên thiết bị PFSense. Chúng ta add user. Ở đây chúng ta sẽ tạo user. User là Henry Nguyễn. Đặt là password. Chúng ta cần phải gõ password 2 lần ha. Rồi điền thông tin full name. Expire date thì chúng ta không cần thiết lập. Nếu chúng ta muốn account hết hạn vào ngày nào thì chúng ta có thể khai báo ở đó. Group membership thì ở đây chúng ta gán quyền admin cho cái user hay lên người thì chúng ta chọn admin. Tương tự chúng ta sẽ tạo thêm các user. Chúng ta tạo user là support ha. Password cũng tương tự, chúng ta phải nhập 2 lần.
hãy điền full tên đầy đủ của cái user này, ID support, là mình gắn cái user này thuộc member là ID support của group, ID support group. Chúng ta xem lại. Tiếp theo chúng ta cần phân quyền cho các group mà chúng ta đã tạo trước đó. Thì chúng ta chọn edit, chúng ta phía dưới chúng ta sẽ chọn đi vào cái chỗ dấu cộng là assign public, để chúng ta phân quyền coi những user thuộc group này có quyền được làm những gì, được thấy hoặc là những thao tác gì trên thiết bị của xem. Thì ở đây chúng ta có rất là nhiều cái quyền, chúng ta cung cấp quyền tương ứng theo những cái quyền hạn như thế nào, chúng ta sẽ chọn tương ứng ở đây ha. Các bạn có thể là chọn hết thì các bạn chọn select all, hoặc các bạn muốn chỉ cấp quyền một số quyền tương ứng thì các bạn chọn và các bạn nhấn nút control để các bạn chọn. Thì các bạn thấy ở đây rất là nhiều quyền, rất là nhỏ, rất là chi tiết. Chúng ta lại cần đánh giá xem xét chúng ta nên cấp quyền gì và không nên cấp quyền gì. Sau đó chúng ta sẽ lại để lưu lại của mình. Chúng ta sign out và chúng ta thử login vào user mới tạo. Các bạn, chúng ta test thử login mà user Henry Nguyễn. User này các bạn nhé, lúc khi chúng ta tạo chúng ta đã gắn quyền, nên nghĩa là user này có toàn quyền trên hệ thống PMC này, có toàn quyền, có thể thao tác làm bất cứ một cái lệnh hoặc là một cái chỉnh sửa, một xóa sửa trên cái server này. Cái thứ ba là chúng ta sẽ basic diagnostic, là chúng ta sẽ có những cái nhìn tổng thể vào thiết bị PMC và chúng ta có những cái kỹ năng trước bổ sung những ta monitor cơ bản về hệ thống PMC. Thì ở đây khi chúng ta login đầu tiên, chúng ta có cái màn hình dashboard, chúng ta chọn là firmware. Thì ở đây chúng ta có thể thiết lập cấu hình auto update. Thì khi chúng ta thiết lập ở đây thì chúng ta sẽ cho hệ thống update những phiên bản mới nhất, nhưng ở đây phiên bản chúng ta là đã mới nhất, chúng ta không cần thiết lập ha. Thì chúng ta có thể khai báo những thông tin thiết lập ở đây để cho nó hệ thống sẽ update, hoặc chúng ta sẽ update manual, là chúng ta phải update bằng tay, chúng ta download về chúng ta upgrade lên, hoặc là tự động automatic thì hệ thống sẽ tự lên website của Vipsend download về. Trong phần system package thì ở đây cho chúng ta quản lý các gói add-in, các gói bên ngoài tích hợp với VPN để chúng ta triển khai những tính năng cao cấp. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều gói cài đặt của các partner, các add-in mà chúng ta muốn cài đặt thì chúng ta có thể chọn và chúng ta sẽ install vào. Ở đây rất là nhiều gói. Thì ở đây nó phân loại thành network, security và service. Ví dụ chúng ta có những cái gói như là Switch Proxy, Proxy Server, Switch Guard. Chúng ta thấy là Switch Guard để chúng ta triển khai về những cái Proxy và Switch Guard Devil và những cái gói tương ứng ha. Security thì chúng ta cũng có gói là Snort. Chúng ta là triển khai Snort IPS, IDS. Thì chúng ta sẽ làm những video sau, sẽ giới thiệu sau. Rồi trong cái tab Diagnostic chúng ta có thể DNS Lookup.
Chúng ta muốn phân giải google.com ID bao nhiêu, chúng ta sẽ dùng cái DNS lookup trong cái phần dynastic để chúng ta xem thử firewall BFSense có kết nối được, có phân giải được DNS hay không. Thì ở đây chúng ta thấy là google.com đã được phân giải ra rất là nhiều IP ha, thì nghĩa là BFSense chúng ta có thể là phân giải DNS thành công ra internet bên ngoài. Thời gian trả về và kết quả như thế nào nó sẽ sâu rất là chi tiết ở đây. BFInfo. BFInfo là gì? Là một công cụ cho chúng ta xem được các process, các traffic, các những tiến trình đang hoạt động ở trong BFSense. Rồi dashboard, ở dashboard này tôi sẽ nói lại là chúng ta sẽ xem chi tiết rất là nhiều, hoặc là ở đây chúng ta sẽ muốn xem chi tiết cái gì chúng ta sẽ chọn vào dấu cộng để chúng ta add thêm vào. Thì ở đây ví dụ chúng ta vừa add một cái là service status, thì cho chúng ta xem là tình trạng các service đang chạy ở trạng thái running hay là stop hay là bị fail hay là một cái trạng thái nào đó, thì chúng ta có thể thấy ở đây ha. Ở đây chúng ta interface static nghĩa là thống kê lại các traffic được truyền tải, được nhận trên các interface vật lý của BFSense. Thì ở đây chúng ta có packet in, packet out là với tình đi ra, đi vào, by in, by out, rồi tương ứng interface one, inside, server fan, chúng ta sẽ thấy rất chi tiết ở đây. Firewall lock. Firewall lock cho chúng ta thấy là thiết bị firewall, những cái lock nào nó sẽ hiện ở đây ha. Những thiết bị client nào kết nối tới vậy, traffic được lock lại hay là được bypass là được xử lý thế nào thì sẽ thấy ở đây. Ở đây chúng ta thấy check service status, hay chúng ta có service là ở màu xanh là trạng thái running, thì chúng ta có thấy nếu hiện màu đỏ này đó là stop. System admin access thì ở đây chúng ta đang truy cập bằng giao thức HTTP. Chúng ta muốn truy cập bảo mật hơn, chúng ta phải truy cập HTTPS. Ở đây các bạn thấy đang trình duyệt là đang đi bằng giao thức HTTP. Chúng ta chọn HTTPS thì lúc này chúng ta sẽ đổi phương thức truy cập vào BFSense bằng giao thức HTTPS bằng bậc 4.3 để tăng tính bảo mật ha. Sau khi chúng ta thiết lập, chúng ta sẽ chọn Save. Ok, thì sau đó chúng ta cần chỉnh lại truy cập, mình truy cập mới là HTTPS. Ở đây chúng ta đang truy cập vào IP Inside ha. Đó, chúng ta chọn Continue và chúng ta có thể Login. Đó, chúng ta đang truy cập bằng giao thức HTTPS. Các bạn có thông tin thắc mắc thì các bạn có thể email về, hoặc là các bạn có thể ghé thăm website ittraining.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.